quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Kay Trần chính thức lên tiếng về tin đồn bí mật hẹn hò Hoa hậu Hương Giang. Kay Trần bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ với Hoa hậu Hương Giang trước những tin đồn cả hai đang bí mật hẹn hò. Kay Trần cho biết mối quan hệ giữa anh và Hoa hậu Hương Giang chỉ đơn thuần là những người bạn học chung lớp với nhau. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tấm ảnh gây bão Hoa hậu Hương Giang thân thiết với Kay Trần được chính nàng hậu chia sẻ lên dòng thời gian Instagram. Bởi trước đó, cả hai từng được trấn thành ghép đôi vì những cử chỉ đặc biệt mà Kay Trần dành cho Hoa hậu Hương Giang trong suốt quá trình tham gia game show Giọng Ải Giọng Ai. Rồi sau đó, những ai là fan của Hương Giang thì dễ dàng nhận thấy những status của nàng hậu thì luôn được nam ca sĩ sáu múi Kay Trần nhanh chóng đớp thính, khiến khán giả đứng ngồi không yên về mối quan hệ này. Tuy nhiên, Hương Giang và Kay Trần đều chưa trả lời với người hâm mộ về mối quan hệ này. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi đã phát triển mối quan hệ hoặc chỉ dừng lại mức tình bạn. Kay Trần từng chia sẻ vì đã thả thính quá nhiều trong các sáng tác của mình, nên khi đối diện với Hương Giang, anh chàng có chút ngại ngùng và lúng túng. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, mới đây Kay Trần bất ngờ chia sẻ lại tấm ảnh từng gây bão cộng đồng mạng, kèm theo dòng chia sẻ rần rần về tin đồn anh đang hẹn hò với Hương Giang. Thì ra từ bức ảnh này mà có nghi án hẹn hò à, lớp chúng mình rất vui ngang. Cuối cùng thì Kay Trần cũng lên tiếng về mối quan hệ với nàng hậu xinh đẹp. Vài ngày qua, rộ lên nghi vấn Hương Giang và soái ca Thế Thịnh đang hẹn hò đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, Hương Giang nhanh chóng phủ nhận tin đồn, cô viết: "Mọi người ơi, người ta đi quay đi chụp dự án mới chứ không có hẹn hò ai hết cả, hù hù khổ quá." Chuyện tình cảm của Hoa hậu Hương Giang luôn được mọi người quan tâm. Sau chuyện tình tan vỡ với Rick Lai, người Việt kiều Canada, Hương Giang khá kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư. Trương Quỳnh Anh cười lớn khi chạm mặt Tim trên sóng truyền hình sau ly hôn. Mỹ nhân hành động tập này hot chương trình, cùng 6 chiến sĩ công an đồng hành cùng các mỹ nhân cũng chính thức lộ diện, và hot không ai khác chính là Tim. Tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Mỹ nhân hành động vừa chính thức lên sóng tập đầu tiên. Trong tập 1, chương trình yêu cầu 6 mỹ nhân là ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Phương Anh Đào, ca sĩ Giang My, DJ OC, thực hiện kiểm tra thể lực với va bồng thi, bật hạt nhúng, ninja changer và chinh phục đỉnh núi nhân tạo. Đồng thời trong tập này, hot chương trình cùng 6 chiến sĩ công an đồng hành cùng các mỹ nhân cũng chính thức lộ diện. Ở diễn biến đầu tiên của tập 1, hot giấu mặt đã xuất hiện và yêu cầu 6 nữ nghệ sĩ chuẩn bị tinh thần để kiểm tra thể lực. Với những vòng thi đầy tính thực tế, chưa hết tò mò về các thử thách, hot ngay lập tức công bố thí sinh có tổng điểm thấp nhất trong tập này sẽ phải rời khỏi chương trình và nhường cơ hội trở thành mỹ nhân hành động cho các ứng viên còn lại. Đồng thời, chương trình sẽ luôn có một giám khảo giấu mặt để theo dõi, đánh giá từng hoạt động của các mỹ nhân. Xuyên suốt tập 1, hot mỹ nhân hành động vẫn giấu kỹ danh tính bằng việc đeo mặt nạ che nửa mặt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc gặp gỡ cả 6 thí sinh và gửi lời chào ở đầu chương trình, hot đã khiến cho tất cả 6 mỹ nhân bật cười lớn. Và riêng Trương Quỳnh Anh như phát hiện ra một điều gì đó đã nhanh chóng lấy tay che mặt. Đến phần cuối, ca sĩ Kim diễn viên Tim xác nhận là hot của chương trình sau khi tháo bỏ mặt nạ. Chạm mặt Tim, Trương Quỳnh Anh bày tỏ thái độ khá bình thường, thậm chí còn chăm chú nhìn Tim phát biểu, mặc cho các mỹ nhân đứng xung quanh thể hiện ánh mắt đầy tò mò. Chia sẻ vai trò tại mỹ nhân hành động, Tim cho biết: "Vì các bạn đã là những mỹ nhân chính thức của mỹ nhân hành động, nên tôi buộc phải lộ mặt để cho các bạn thấy dung nhan của tôi. Từ bây giờ tôi sẽ đồng hành xuyên suốt với chương trình và hy vọng sẽ chia sẻ những khó khăn cảm xúc nhiều nhất với các bạn." Mỹ nhân hành động tích hợp những ưu việt của truyền hình thực tế về giải trí, thử thách, kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt cùng môi trường huấn luyện đặc biệt trong doanh trại của các đơn vị cảnh sát. Choáng ngợp với dàn siêu xe khủng nói đua nhau tại đám cưới Cường Đô La, Đàm Thu Trang là đại gia sở hữu nhiều siêu xe. Thế nên trong ngày trọng đại, Cường Đô La đã rước Đàm Thu Trang cùng dàn siêu xe bậc nhất. Trong ngày cưới trọng đại, Cường Đô La đã có dịp trưng dàn siêu xe, tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng cùng Đàm Thu Trang ở trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cường Đô La và Đàm Thu Trang chính thức về chung nhà bằng đám cưới hoành tráng diễn ra vào tối 28 tháng 7. Tại ngày trọng đại của cặp đôi, có sự góp mặt của khoảng 1.000 khách mời, trong đó nghệ sĩ Vbiz đã đến. Ngay từ rất sớm, hàng chục bảo vệ được đứng nghiêm ngặt tại các lối đi và tòa nhà nơi tổ chức tiệc cưới. Đàm Thu Trang mặc váy cưới trắng khi sánh đôi bên Cường Đô La. Được biết đây cũng là dịp hiếm hoi, địa điểm diễn ra đám cưới của Cường Đô La đã có dịp trưng một dàn siêu xe đậu trước cửa trung tâm tiệc cưới sang trọng. Theo như được biết, dàn xế hộp này thuộc các dòng xe sang đắt tiền có giá trị vài chục tỷ đồng một chiếc. Đoàn xe khủng bậc nhất quy tụ trong ngày cưới Cường Đô La Đàm Thu Trang. Sự xuất hiện của hàng dài dàn siêu xe này đã thu hút mọi sự chú ý từ truyền thông và nhiều người tại đây. Cận cảnh đoàn xe sang của bạn bè Cường Đô La, ngay từ khi xuất hiện những chiếc xe phát ra tiếng nổ gầm vang khiến nhiều người thích thú. Nhóm bạn đã lái xe từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về thành phố Hồ Chí Minh để chung vui trong ngày cưới Cường Đô La Đàm Thu Trang. Tiếng động từ bô xe kéo dài khoảng vài phút gây náo loạn trên đoạn đường để bắt đầu lái vào sảnh. Đàm Thu Trang và doanh nhân phố núi từ hôm nay đã về chung một nhà chính thức là vợ chồng. Sau gần 2 năm hẹn hò đầy sóng gió, cuối cùng họ đã quyết định về chung một nhà. Đây được coi là sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm đông đảo truyền thông và khán giả. Hậu đám cưới, Thu Thủy cùng ông xã kém 10 tuổi tung thêm loạt ảnh cưới lãng mạn. Thu Thủy lại khiến fan ganh tị khi tung loạt ảnh cưới ngọt ngào tình tứ không kém phần lãng mạn bên ông xã kém 10 tuổi Kim Nguyện. Sau đám cưới ấm cúng, vợ chồng Thu Thủy tiếp tục tung bộ ảnh cưới thứ hai mà họ đã thực hiện trước đó. Giữa tháng 7 vừa qua, Thu Thủy đã chính thức tổ chức đám cưới cùng ông xã kém 10 tuổi Kim Nguyện. Tại lễ cưới, dù kém tuổi hơn bà xã nhưng Kim Nguyện luôn có những suy nghĩ trưởng thành của một người đàn ông muốn xây dựng gia đình hạnh phúc. Còn nhớ trong hôn lễ, Kim Nguyện cũng tâm sự rằng anh rất xúc động khi chính thức được gọi nữ ca sĩ bằng 2 tiếng vợ ơi. Anh hứa hẹn sẽ bên cạnh và bảo vệ cho bà xã trong đoạn đường phía trước. Sau đám cưới, cả hai tiếp tục tung thêm bộ ảnh cưới mới thực hiện sau khi chính thức làm vợ chồng gần 2 tuần. Trong các loạt khoảnh khắc tình tứ hạnh phúc mà cả hai nhìn nhau, cùng nụ cười khiến nhiều người cũng phải ganh tị. Cặp đôi diện nhận xét đồ tông sụt tông. Những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Thu Thủy trong bộ ảnh được hé lộ sau đám cưới. Với cô, ông xã Kim Nguyễn là một người hiền lành ít nói. Anh xem con trai riêng của vợ là bé Henry như con ruột, chăm sóc chu đáo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thu Thủy luôn được hạnh phúc. Và đây chính là bờ vai vững chắc cho cô sau một lần đổ vỡ hôn nhân. Thu Thủy cùng ông xã Kim Nguyễn đã chọn cho mình trang phục khá ấn tượng với những set đồ khá giống nhau. Giọng ca thanh xuân từng đẹp đến thế chia sẻ đã sẵn sàng làm mẹ tiếp và mong muốn có bầu sớm vì cả hai vợ chồng đều rất thích trẻ con. Tuy nhiên, nhiều người cũng đồn đoán rằng cả hai đang cưới vì chạy bầu. Phía Thu Thủy cũng lên tiếng đính chính. Cô chia sẻ nếu mình mang thai là niềm vui của người mẹ thì sẽ khoe đến mọi người, chứ tội gì phải đi giấu giếm. Đôi vợ chồng đã chọn cho mình những trang phục vest cùng tông màu trắng xanh. Sau đám cưới, Thu Thủy và chồng kém 10 tuổi đang háo hức sinh con. Nữ ca sĩ cũng hạnh phúc chia sẻ may mắn được gia đình chồng yêu thương và ủng hộ. Được biết, chỉ sau hôn lễ vài ngày, nữ ca sĩ đã bất ngờ tung sản phẩm âm nhạc mới mang tên Feel Your Love, cùng ông xã đóng vai nam chính. Cả hai cùng ghi lại những thước phim ngọt ngào lãng mạn bên nhau. Sau đám cưới, cả hai vợ chồng cũng thường xuyên dành cho nhau những lời nói ngôn tình, chia sẻ trên trang cá nhân, khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Bịt tai giả vờ ngủ khi Hoa hậu Hương Giang nói Dương Khắc Linh bị cộng đồng mạng chỉ trích diễn lố vô duyên. Hành động của Dương Khắc Linh trong tập mới đây của giọng hát Việt nhí 2019 bị cộng đồng mạng chỉ trích là diễn lố vô duyên và thiếu tôn trọng Hoa hậu Hương Giang. Được xem là chương trình nhằm đào tạo mầm non âm nhạc lớn và uy tín nhất Việt Nam, giọng hát Việt nhí qua 4 mùa luôn được sự theo dõi và ủng hộ của khán giả. Bên cạnh những cuộc cạnh tranh của thí sinh còn là màn đấu đá để giành giật thí sinh nảy lửa của các ban huấn luyện. Những màn đấu khẩu này chủ yếu để tạo thêm kịch tính hấp dẫn cho chương trình, đồng thời thể hiện cá tính của huấn luyện viên. Thế nhưng chỉ cần không cẩn trọng trong phát ngôn hay thái độ một giây thôi, các huấn luyện viên cũng có thể trở thành tâm điểm công kích của cư dân mạng, như trường hợp của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Dương Khắc Linh tỏ thái độ khinh thường Hoa hậu Hương Giang. Cụ thể là mới đây trong một diễn đàn trên mạng xã hội, một cư dân mạng đăng tải bức hình huấn luyện viên Dương Khắc Linh bịt tai giả vờ ngủ khi Hương Giang thuyết phục thí sinh về đội của mình. Vì tính cạnh tranh trong cuộc thi là công bằng, huấn luyện viên nào đưa ra phần thuyết phục xuất sắc hơn sẽ được thí sinh chọn lựa, nên việc Hương Giang đưa ra lý lẽ để lôi kéo thí sinh về đội của mình là hoàn toàn bình thường. Nhưng thái độ của Dương Khắc Linh khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, vì hành động như vậy chẳng khác nào khinh thường, thiếu tôn trọng Hương Giang và lời nói của cô. Hình ảnh của Dương Khắc Linh trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2019 ngay lập tức vấp phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Nguyên văn dòng chia sẻ của một bạn: có ai coi Giọng hát Việt 2019 mà ghét Tim này giống tôi không? Điển hình là trong tập 2 khi Hương Giang đang thuyết phục bé thì huấn luyện viên Dương Khắc Linh này bịch tai giả vờ ngủ như không hay biết gì, kiểu thể hiện rõ sự khinh thường Hương Giang. Cộng đồng mạng bức xúc kéo cả Phạm Quỳnh Anh vào chỉ trích cho bỏ tức. Ngay lập tức dòng chia sẻ của bạn cư dân mạng được mọi người chú ý. Hầu như cộng đồng mạng đều tỏ ra khó chịu trước hành động của Dương Khắc Linh, cho rằng anh đang diễn lố và vô duyên. Một số người còn lôi cả Phạm Quỳnh Anh cùng đội với Dương Khắc Linh vào để chỉ trích, vì cô cũng nhiều lần kém duyên với Hương Giang. Song cũng không ít người lên tiếng bênh vực và cho rằng đây chỉ là kịch bản chương trình và các huấn luyện viên chỉ đang diễn mà thôi. Một tài khoản nói, đây chỉ là kịch bản chương trình dàn xếp sẵn thôi mà các bạn làm gì căng. Tôi nghĩ hành động này Dương Khắc Linh cũng chỉ trêu đùa thôi. Các bạn đã tìm hiểu rõ chưa mà vào chửi người ta vậy? Toàn đi khóc thuê, Hương Giang còn chẳng lên tiếng cơ mà. Một tài khoản khác lên tiếng, vô duyên thực sự luôn ấy. Tập trước thì Ali Hoàng Dương vạ miệng, thấy vô duyên lắm rồi. Giờ lại đến ông này, không thích ông Dương Khắc Linh từ đợt ổng bảo. Những ca khúc ballad sử dụng chung vòng hòa thanh thì rất dễ giống nhau về giai điệu. Và yêu Ngọc Duyên ngay sau giai điệu chung đôi. Một tài khoản nữa, mùa này mà không có Hương Giang thì nhạt nhẽo kinh khủng, vì trò đùa của mấy huấn luyện viên còn lại vừa vô duyên vừa hớ hên. Còn cả mẹ Phạm Quỳnh Anh, có duyên quá, cùng đội Dương Khắc Linh đúng hợp trời sinh một cặp. Nhiều khi xem cảm giác hai đội kia liên minh để đấu với Hương Giang và tội bả ghê. Tài khoản Lan Anh nhận định, ngày trước Phạm Quỳnh Anh gặp chuyện tôi kiểu rất thương bãi luôn. Nhưng từ lúc tham gia mấy cái chương trình thực tế, thấy bãi vô duyên thực sự tỏ ra đàn chị nữa. Cay nhất là khúc bãi nói bãi có hai đứa con, như chọc ngoáy vào chuyện Hương Giang không đẻ con được. Tôi coi mà tôi tức á. Tài khoản khác, các mẹ cứ làm như Hương Giang là ông trời ấy, chỉ là trò đùa cho chương trình nó kịch tính hơn chút thôi mà. Nói thật nhé, nhiều khi Hương Giang nói nhiều, khiến người đối diện nghe thôi cũng nản. Còn về chuyên môn, cách chọn và làm nhạc cho các bé, tôi thấy Dương Khắc Linh quá ổn. Hương Giang nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả vì phát ngôn thông minh, nhưng bị huấn luyện viên phàn nàn là nói quá nhiều. Bài đăng vẫn đang nhận được nhiều tranh cãi của cư dân mạng. Thế nhưng những tình tiết đối đáp của huấn luyện viên cũng chỉ là chiêu trò thu hút khán giả của chương trình. Vì vậy mọi người đừng vì mải mê hóng drama mà quên mất những phần tài năng của các bé.